đến với kênh của mình nha. Trên Rai ngày hôm nay thì có bạn Hương Sư Bessê. Giờ này mình bị ban Madam rất là nhiều luôn. Và cái khả năng chơi Madam của mình nó bị tụt đi. Tại vì nếu mà như bên Survival thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà bên Hunter thì nếu mà mình chơi ít thì mình sẽ bị xuống tay, kiểu xuống trình ấy. Gương lỗi, gương đầu tiên là lỗi. Lỗi hoài. Nên giờ mình chơi cá còn quen tay hơn Madam. Chơi cá thì toàn thắng với hòa, chơi Madam thì dễ thua lắm. Dẫy thì hòa được. Đầu trận khi mà chưa unlock skill, các bạn cứ chúc cái màn hình xuống đi theo dấu chân này thì sẽ được nhanh hơn. Nếu các bạn có cái nhánh... À, hình như là cái nhánh đấy sửa lại thành cái khóa máy mất rồi. Đúng không nhỉ? Mình cũng không nhớ rõ lắm nữa. Nhưng mà xem các chuyên nghiệp chơi thì họ hay chúc cái cam xuống để nhìn dấu chân khi mà chưa unlock skill. Mà khi nãy mình chúc xuống mình cũng không thấy cái gì nó hiện lên ở trên thanh búp cả, nên là mình cũng không rõ. Treo cái ghế ở đây cam được cái máy ở bên cổng trước này. Hai cổng trước đây. Máy này máy nối của Luca nữa. Ủa, cứu luôn rồi Hương Sư. Hương Sư BC mang 6 giờ. Chắc là bạn ấy tự tin với việc bạn ấy cai được cho nên bạn ấy mang 6 giờ. Có lẽ mà đánh là sợ hồi đòn rồi. Hương Sư bách về rồi. Có nhiều sợ thế. Chơi con cá nhiều thì cái tốc độ ra đòn của nó rất là nhanh. Còn chơi sang con Madam thì các bạn để ý nó giơ tay lên rồi nó đánh xuống nó lâu cực kỳ luôn ý. Hương Sư tính ra lật ván. Rồi. Thôi không dậy được mất. Treo thôi. Bạn ấy cố xong cái máy này. Vậy thì bạn ấy sẽ chết luôn tại đây. Mà bách về được mà. Không bách nữa. Ây da. Thôi xong. Ơ kìa. Lúc mình không để ý cái lại bị cứu rồi. Các bạn cứu sớm ghê ha. Và đấy bắt đầu Hương Sư thì mới ngon. Nhưng mà bị lật cái van đấy. Bay màu luôn. Nhưng mỗi tội là các bạn ấy lại cứu mỹ nhân sớm. Nên là mình đỡ mất công thời gian cam ghế. Cũng được. Nhưng mà bắt lại được mỹ nhân sớm. Ôi dồi ôi, lắm sọ dữ ta. Và cái tốc độ hồi đòn delay sau khi đó, bạn thấy ông giơ cái tay lên đánh rất là lâu luôn. BB thì chém. Cho mỹ nhân lên thuyền thì mới sách Hương Sư. Treo lên trên thuyền luôn, đuổi đuổi mỹ nhân luôn. Bắt buộc ép một người phải đi cứu, không đập máy được. Team này có Luca thì Luca chuyển được máy. Mỹ nhân đó, ổ hay quá. Soi được mỹ nhân luôn. Ồ, từ, mình nhớ này, bạn ấy lên cứu mất. Trời ơi, tôi đang làm cái gì thế này? À không cứu. Không cứu thì tốt. Rồi, có người lên cứu rồi. Ở đây mà đặt gương là bạn ấy chạy lên thuyền, cho nên mình phải ép cái góc. Rồi, một sọ. Trong thời gian mình bắt mỹ nhân thì các bạn ấy phải đi lên cứu Perfumer, cho nên là không có đi cốt được nhiều. Có một mình Luca đi cốt thôi. Máy ở ruộng ngô với máy ở bờ biển. Nói chung là chơi Madam dạo này mình bị cay quá nhiều mọi người ạ. Nên mình đang suy nghĩ đến việc chuyển sang main cá thay vì main Madam. Nhưng mà con cá thì đương nhiên nó cũng sẽ có những cái hạn chế của nó. Cả hai con này không con nào trong con dạng là gọi là... Ui, có tăng tốc. Phải mất bờ linh để bắt. Cả hai con này không con nào thuộc vào dạng là khỏe toàn diện. Và đương nhiên sẽ có con này counter team này và con kia counter team kia với một số team nhất định. Nhưng mà con Madam thì giờ khá là yếu rồi. Bởi vì... mặc dù là yếu nhưng mà cái khả năng kiểm soát trận đấu của nó vẫn tốt. Tức là khi mà bạn có kỹ năng cao thì bạn chơi vẫn tốt. Còn nếu mà kiểu chỉ chơi ở mức trung bình thì rất là dễ bị bully.
Rồi, mình cam xa được mình biết là bạn ấy ở bên cái máy ở bờ biển. Rồi, khỏi cứu. Trừ khi máy Bram. Rồi, nổ máy. Nổ máy là không Bram kịp. À mà kể cả không nổ trọng không Bram kịp. Bay rồi. Bram sao cũng không cứu được. Nói chung là nếu mà các bạn cam ghế tốt, lấy được đắp buồn đao các thứ thì vẫn dễ thắng. Nhưng mà bị cai quá lâu thì dẫn đến cái trường hợp là hoảng loạn, rồi là không thể bình tĩnh để mà kiểm soát được cái trận đấu thì vẫn sẽ dẫn đến một kết cục thua thôi. Và Hunter thì là một thứ cần phải luyện tập, tức là các bạn phải chơi nhiều thì các bạn mới chơi giỏi được, chứ chẳng có ai chơi 1-2 trận mà thành pro được hết. Còn với một số bạn giữ vững phong độ thì kiểu lâu ngày không chơi vẫn có thể chơi tốt. Còn mình thì là cái loại mà không chơi được nếu mà lâu ngày không chơi. Mình sẽ làm thêm một trận nữa nha. Ủa mà bà đi điện thoại, bà đi rank hả? Không, đang ở công ty mà vẫn chơi. Ủa về rồi à? Rồi, gặp thằng Acrobat rồi, vỡ mặt. Không đứa nào dưới bát, nào có bát không trời. Em Chan dễ bát hơn không ta? Ủa đi quả đấy mà dính ván kìa. Kẹt body block này. Ôi dậy được kìa trời. Bực thế nhở, dậy kịp chứ con này mang mắc dậy rồi. Tự nhiên để bị dậy quá đấy bực ghê. Chán chờ hoài. Bây giờ đứa con kia nữa thì vỡ mặt. Cho nên là bạn chết. Toang rồi. Yeah.
Đấy, bốn sọ. Đây, lính thuê đây. Rồi, con tổng thì không ra. Trời ơi, hết hồn.